Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và hôm nay em Lợi lại về một cái chiếc xe phục vụ cho anh em nào mạnh hóa đây nhá. Bác nào mạnh hóa này, ở cái tầm tiền 365 triệu nhá. Chiếc BT màu đỏ chót tròn trọt luôn quý anh chị ơi. Chiếc xe số sàn 2 cầu, anh em về đi công trường, công trình hoặc là đi chở gia đình với lại đi trong các cung đường miền núi thì rất là hợp lý nhá. Đấy, bác nào mà lựa chọn thì chuyển ngay sang cái chiếc BT ở cái tầm tiền 365 triệu đời 2016, đăng ký lần đầu 2017 đây nhá. Và hợp cho anh em mạnh hóa đây. Đấy, xe thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra và cam kết chuẩn chỉ, không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, đây là cái phần ngoại thất bên ngoài này, đồng sơn còn rất là đẹp nhá. Xe được trang bị nắp thùng cao, kính đèn đều zin và lốp láp rất dày nhá. Đấy. Đây là cái phần đồng sơn của chiếc xe này, bật lên xuống này, đến cu lốp này, trước sau này nó đều màu và còn đẹp nhá. Đấy. Cản sau này, đèn hậu của chiếc xe này cực kỳ mới, và cản sau là cản inox nhá. Đấy. Đèn hậu này, các cái tem mác này đều zin, và khung gầm này cực kỳ đẹp, lốp sơ cua. Đấy. Toàn bộ xe thì anh em nào mà có nhu cầu quan tâm đến cái chiếc xe 2 cầu ở cái tầm tiền 365 triệu đấy, để đi công trường, công trình, đi đường đồi núi 2 cầu rất hợp lý nhá. Và máy dầu xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Anh em nào quan tâm thì mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. Kính đèn của chiếc xe thì đều theo xe và đều được dán phím cách nhiệt. Tay nắm móc khóa cánh cửa của chiếc xe là mạ chrome. Xe được trang bị xi nhan trên gương này, gương gập điện này. Đấy. Tất cả các cái phần keo ở cánh cửa nó đều nhau, bật lên xuống này. Lốp láp rất dày nhá. Đây, khung gầm phía trước đây. Đấy, toàn bộ khung gầm chassis này đến giảm sóc này còn rất là đẹp, tôn vỏ bóng tan luôn quý anh chị ạ. Cabo là sơn zin, đèn pha này rất sáng và mới nhá. Mặt ca lăng của chiếc xe đây. Đấy, cabo đến kính lái không dặn nứt gì. Đấy, xe vuông thành sắc cạnh đều màu. Vâng, sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Từ cột kèo, tóc ly, cánh cửa này, gioăng này đều rất là đẹp nhá. Nội thất ghế da được vào thêm này, trần bọc ni lông này, trần nỉ này, trải sàn da lắp thêm này. Đấy, nội thất của chiếc xe này còn khá là đẹp. Đấy, cột kèo là bao zin. Đây, tóc ly, cánh cửa này còn nguyên bản nhá. Đấy, tất cả các cái phần nội thất này, tay nắm cánh cửa này, đấy, đến ốc khóa bản lề zin hết. Và trước sau nó đều màu theo thời gian nhé. Bóng khí này, số sàn 2 cầu nhé. Đấy, số sàn 6 cấp nhé. Vô lăng của chiếc xe này còn khá là đẹp. Bóng khí phía trước hai bên là nguyên bản. Đấy, cột kèo zin. Bàn đạp phanh ga đây. Đấy, từ phanh tay tì tay này còn rất là mới và đẹp. Các cái phần tóc ly, cánh cửa, keo chỉ là zin. Lên xuống kính điện này, toàn bộ kính thì đều có số 6 nhé. Nội thất ghế bên lái bên phụ này cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Với xe bên em thì bên em Lợi cam kết về chất lượng, không làm xe tai nạn ngập nước. Đây là cốp sau này, sàn thùng, hai bên sàn thùng này rất là đẹp, và từ các cái đèn hậu này, này chỉ này zin hết nhá. Đây là cánh cửa bên phụ của chiếc xe này, keo chỉ cánh cửa cốp này. Đấy. Gioăng chống ồn này. Xe nhập nguyên chiếc, thân vỏ rất dày. Đây. Đấu cánh cửa chỉ này, zin này, đấy, kính này đều có số 6 nhá, W này. Lên xuống kính này, đều rất đẹp nhá. Vâng, và đây là cái khoang động cơ của chiếc xe này, từ ốc chân đèn này, máy này, và hộp nước này, đấy. Rất là mới, ốc cabo là zin nhá. Đây, toàn bộ khoang động cơ này, máy cổ bô cổ xả này, đấy, dây cam này, mặt cam này, tem mác đầy đủ hết. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.2, đi cực kỳ lành và tiết kiệm nhá. Đây, cabo của chiếc xe đây nhá, zin 100%. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em các bạn một cái chiếc xe Mazda BT sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu 2017, số sàn 1 cầu, máy dầu. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý anh chị các bạn trong một video gần nhất.